Theo đó, nam ca sĩ chia sẻ, sau cơn mưa trời lại sáng, mời mọi người cùng ngắm lá mùa thu sau sân vườn nhỏ nhà Mạnh Quỳnh nhé. Nhìn vào những bức hình người hâm mộ vô cùng bất ngờ trước khoảng sân vườn rộng rãi, ngập tràn cây cối hoa lá của Mạnh Quỳnh. Giọng ca bến sông chờ chia sẻ khu vườn chính là nơi thư giãn, xóa tan mệt mỏi sau những ngày tháng bận biểu đi hát của anh. Đập vào mắt người xem không khó nhận ra một khung cảnh thờ mộng, ngập tràn lá vàng rơi trong khuôn viên vườn nhà nam ca sĩ. Ngoài ra, Mạnh Quỳnh còn có một căn nhà nhỏ để uống cà phê và đó cũng chính là nơi anh sáng tác nhạc. Đáng chú ý, nam ca sĩ còn lên tiếng nói rõ về những tin đồn về cuộc sống của mình trong thời gian vừa qua. Người ta đồn đại Mạnh Quỳnh ở nhà mấy trăm tỷ, mơ hồ quá đi, Mạnh Quỳnh không có đâu quý vị ơi, Mạnh Quỳnh sống nhẹ nhàng lắm. Nam ca sĩ còn tiết lộ thêm, nuôi dạy con ăn học và mọi thứ nhẹ nhàng, cuộc sống bình dị. Mạnh Quỳnh tâm sự rằng căn nhà anh ở nhỏ và đơn sơ chứ không đắt đỏ. Sau khi bận biểu chạy show ca hát, Mạnh Quỳnh thường dành thời gian tận hưởng không khí trong lành ở khu vườn nhà mình. Anh ghi dấu ấn trong lòng công chúng bởi những ca khúc trữ tình da diết về tình yêu quê hương, tình cảm đời lứa. Là nam ca sĩ nổi tiếng nhưng Mạnh Quỳnh sống rất giản dị, hiền lành và khá kính tiếng về đời tư. Anh hạn chế chia sẻ về gia đình trên mạng xã hội. Mạnh Quỳnh còn được biết đến là nam ca sĩ song ca nghĩ nhất của hàng loạt nữ ca sĩ nổi tiếng như Phi Nhung hay Như Quỳnh. Những ngày qua, mạng xã hội cũng rầm rộ thông tin ca sĩ Mạnh Quỳnh làm đơn khởi kiện một nữ streamer để đòi lại công bằng cho cố ca sĩ Phi Nhung. Theo đó, nam ca sĩ đã chia sẻ, cho Quỳnh xin chút yên lặng của cuộc đời này nha mọi người, để Quỳnh được sống và làm những gì mình muốn, mình yêu thương, mình trân trọng. Hơn nửa cuộc đời Quỳnh chỉ biết làm nghệ thuật, lo cho gia đình và cho bản thân. Đừng gieo tiếng oán cho Quỳnh để được nhận cái lai bất nhân làm lợi cho bản thân mình nhé. Hãy để cho Quỳnh viết tiếp bản tình ca tươi đẹp cho đời, cho cuộc sống trong những ngày còn lại trên cõi tạm này. Sự sống và cái chết chỉ gần nhau như bàn tay ấp mở. Sao không trân quý yêu thương nhau khi còn có thể, danh lợi sang hèn hơn thua nhau chỉ vì một lời nói khi bạn nằm xuống có mang theo được gì không? Thôi nạp chút năng lượng để chào đón một tháng mới nhiều ấm áp yêu thương nha mọi người. Đại diện truyền thông của nam ca sĩ cũng đã lên tiếng trước các bài đăng phiến diện.